Ở đây mình có 100 g tôm luộc này các bạn, tôm biển nha các bạn, chứ không phải là tôm sông. Ở ngoài chợ thì tôm biển thì các chị chỉ ngồi chỉ luộc sẵn vậy này mình mua. Bây giờ mình sẽ rửa, rửa với nước muối nha các bạn, muối loãng thật loãng thôi, mình rửa sạch sau đó là mình giã ra để nấu canh nha. Rửa xong thì mình phải chắc cho thật ráo nước. Mình nêm nếm vào đây là 1/2 thìa hạt nêm, 1/4 thìa cà phê đường, 1 ít ớt khô, dùng đồ khô giảm dùng đồ tươi để nó đỡ ra nước đó các bạn, 1/6 thìa cà phê bột ngọt ít thôi các bạn, 1/3 thìa cà phê tiêu, để tránh việc ra nước nhiều hơn á, tránh nó ra nước nhiều hơn thì mình không có bỏ hành tím vào đây, nếu bỏ vào giả ra nó ra nhiều nước lắm các bạn nha. Mình bỏ 1 thìa cà phê bột năng. Đây là bí quyết mà mình nấu tôm biển á, nấu canh tôm biển quết á các bạn. Mình quết như thế này, tí nữa mình rồi mình quết dai ra, tí nữa nó không có ra nước khi mà mình nấu á các bạn. Đây các bạn, tôm sau khi mình giã xong đây, mình dứt từng phần cái này nó tươi, rồi tí nữa mình nấu á các bạn, với cho nó dai á, cho nó nghỉ một chập cho nó dai cái thịt tôm á. Bắt cái chảo nhỏ lên bếp này các bạn, một lát gừng mỏng, tí nữa mình nhìn thấy cái củ hành mình dễ vớt ra, nó không có cháy á các bạn, thì Lan Anh chỉ chẻ làm đôi thôi. Bỏ vào đây một củ hành, hạ lửa nhỏ xuống nha các bạn, để cho nó thơm cái dầu này thôi. Vậy rồi thì mình lấy cái tôm ở trong ngăn đá của mình đó các bạn, mình mới để vô khoảng 20 phút thôi, mình lấy ra. Đến giờ nấu ăn rồi các bạn, mình lấy ra và bỏ vào chảo, từng viên viên tôm hồi nãy mình múc nè. Hành mà mình thấy nó vàng thì mình vớt ra nha các bạn, đừng để nó cháy nha. Đó, miếng gừng cũng thế, chỉ để cho thơm cái dầu này thôi các bạn nha. Từng viên tôm của Lan Anh hạ lửa nhỏ xuống nha các bạn, không cần phải lửa to đâu. Đó, đây là từng viên tôm của mình đó. Rồi vớt luôn cái hành này ra. Cái tôm biển mà các bạn không làm như thế này á, là nó sẽ khai mà nó sẽ bay mùi tanh mà nó lại nát tôm ra trong nồi canh của mình, nó không ngon đâu các bạn. Tôm biển cũng rất là bổ, rất là rẻ so với tôm sông, nhưng mà phải biết cách chế biến chứ nếu không là nó sẽ không thơm ngon được. Đó, đây là chả tôm biển á các bạn. Tôm biển luộc sẵn khoảng 100 g. Giá hồi sáng Lan Anh mua là 15 ngàn á các bạn. Về mình giả với lại các cái gia vị hồi nãy đó, rồi mình viên lại và mình chiên lên. Mình chỉ chiên cho chả coi như là xe cái mặt bên ngoài rồi bỏ vô nấu, chứ không có chiên cho nó cháy nha các bạn. Không chiên vàng, không chiên cháy, chỉ xiên chiên cho cái mặt chả nó xe lại thôi để mình nấu cho nó còn ra ngọt nước nha. Rồi, những viên tôm biển của Lan Anh đã vừa ý rồi các bạn. Cái nào được thì mình vớt ra trước nha, bỏ vào trước thì vớt ra trước. Lấy cái phần non mình nấu canh nha các bạn, phần lá non á. Và bây giờ Lan Anh rửa sạch rồi, bây giờ xắt ra, cắt ra nhỏ nhỏ để nấu canh á các bạn. Các bạn ơi, nước nồi nước canh của mình á, mình bắt một cái son lên bếp, bỏ vào đây khoảng lối chừng 2 tô canh á, gia đình nhà có 2 người ăn 2 tô canh thì mình bỏ 2 tô canh. Mình bỏ vào đó một xíu hành tím. Và hồi nãy cái hành mà mình khử dầu thơm mà không có cháy này các bạn, đó, mình bỏ vào đây luôn cho nó thơm nước đó các bạn. Canh đã sôi, Lan Anh bỏ vào đây những cái viên tôm mà mình chuẩn bị các bạn, để nó ra nước cho ngọt nha. Rồi, bỏ vào đây cái lá tía tô non mà mình đã cắt ra,
mình sẽ bỏ gia vị vào đây nghe các bạn. Cho ít lắm, ít canh, có 2 tô canh nên mình bỏ 1/2 thì cà phê hạt nêm, mình bỏ 1/4 thì ớt, muối ớt Tây Ninh đó các bạn, cho cái vị nước của mình nó đà nó thơm á các bạn. 1/4 thì cà phê tiêu. Tôm của mình nấu nãy giờ này các bạn, đó nó ra nước ngọt nhưng mà nó không có hề bị bể tôm. Mình nấu như thế này cái viên tôm biển nó không có tanh mà nó ngon lắm các bạn. 1/3 thìa cà phê bột ngọt. Nêm nếm vào đây 1/2 thìa cà phê nước mắm. Canh của Lan Anh này các bạn. Dăng vào bếp mình đã hoàn thành cái món canh tôm biển nấu với lại lá tía tô. Mình sẽ múc ra đây và ăn thử nha các bạn. Đó, viên tôm của Lan Anh này rất là chắc. Đó, ở bên trong này các bạn, viên tôm của mình ở phía trong này. Dẻo dẻo, ngọt ngọt, dai dai. Đó, canh rất là mát mẻ, không có dầu mỡ gì hết đâu các bạn. Mình chỉ tao một tí chả tôm thế thôi, còn để chừa lại dầu, không có bỏ dầu vào đây nên canh rất là ngon đó các bạn. Sau thời gian vào bếp mình đã hoàn thành cái món rau tía tô nấu canh với lại tôm biển. Cảm ơn các bạn đã vào bếp với Lan Anh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.